blows along my way. Holly, đi. Hey, cưng à, you awake? Con dậy chưa? Morning, chào bố. Morning, chào buổi sáng con gái. You want some breakfast? Ăn sáng không nào? Yeah. Sao? Okay, được rồi, gặp dưới lầu nhé. Cô đang vẽ gì vậy? Đây là con, bố và còn đây là mẹ. Đẹp lắm. Nói con nghe nè, bố đặt bức vẽ này qua bên kia, còn con thì ăn cho xong bữa sáng được, được không? Được ạ. Được rồi, nhanh lên, ta trễ mất đó. Được rồi, đi học vui vẻ nha. Đi không con gái, Dân à, nhớ học chăm đó. Lúc nào con cũng vậy mà. Con biết từ sao không? Sao ạ? Vì con có đầu óc thông minh giống mẹ. Được rồi, gặp con sau.
Được rồi, cưng à, ngủ ngon nhé. Chúc bố ngủ ngon. Đừng để dẹp cắn đó. Con bé lớn nhanh quá. Nhớ em. Lý, đến đâu kiểm tra phòng ngủ, kiểm tra phòng con nhỏ, tôi không quan tâm được chứ. Đi mau, biến mau. Chú ơi, bố ơi, bố ơi, bố đi mồm đi. Không, mau đi, nằm xuống. Bố ơi, im miệng đi. Thử làm gì xem nào. Rồi sợ ổn thôi, con cái quỳ xuống, sợ ổn cả thôi, ghi bỏ tay ra sau đầu, bình tĩnh nào, im miệng lại, nghe đi, dù các anh muốn gì hãy cứ lấy và đi đi, đừng làm hại con bé, cấm miệng lại, con bé chỉ là đứa trẻ, không có gì cả. Nó đâu rồi, nó đâu rồi, cái gì cơ, đừng đùa với tôi. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Ma túy đâu? Cái gì? Ma túy gì chứ? Các anh nói gì thế? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi không đùa đâu, anh bạn à. Tôi không hiểu ông nói gì cả. Anh làm gì vậy? Con bé không muốn chứng kiến gì đi. Không, đây. Nghe đi, tôi sẽ bắn một viên vào đầu con bé. Nếu anh không nói hàng ở đâu. Xin lỗi, làm ơn, đừng làm thế. Nghe tôi nói được chứ? Anh đi lộn nhà rồi. Không, tôi đã đến đúng nơi. 23 Kingsbury River. Không, đây là số 23 Kingsbury Green. Đây là số 23 Kingsbury Green, không phải là River. Hãy nhìn trên bàn đằng sau anh. Có một cái hóa đơn. Nó ghi số 23 Kingsbury Green trên bàn đó. Nhìn thử xem. Có hóa đơn đó, nhìn đi. Tôi nói rồi mà, số 23 Kimberly Green. Làm ơn đừng hại con gái tôi. Được chứ, hãy đi đi. Tôi sẽ không nói gì cả với ai đâu. Anh sẽ còn cảnh sát chứ? Không, tôi sẽ không có cảnh sát đâu. Chúng ta tin được không? Nếu anh đi ngay, tôi sẽ không nói gì cả. Đi đi. Anh đã thấy mặt tôi. Đừng làm vậy mà, làm ơn đi. Đừng. Bố ơi, tôi xin lỗi. Bố ơi, thả con bé ra. Bố ơi, thả con bé ra đi. Thả ra đi. Đừng giết con bé. Bố ơi, con bố đi rồi, bố ơi. Đừng lo, con bố đi rồi, không sao đâu. Kết thúc rồi. Họ có làm con bị thương không? Không, chắc chứ, dân. Bố sẽ đi gọi điện, con gái được chứ. Bố ơi, bố đang chảy máu.
Cluster đi. Alo. Bố ơi, tỉnh lại đi. Bố ơi. Chú ơi. Tốt nhất là nên quan trọng. Ray, chúng ta có một vụ ở London. Tôi cầu đắc rối. Sao? Này. Này. Có chuyện quá gì thế? Con cái tôi đâu? Anh bị đánh nhiều nhát vào đầu. Đã bất tỉnh gần 10 tiếng. Anh may lắm mới sống đi. Con gái tôi ở đâu rồi? Con bà vẫn ổn, Albert. Sức khỏe vẫn tốt. Tôi là tránh thanh tra Queen. Tôi cần gặp con bé. Nó đâu rồi? Cavendish Place, khu dịch vụ xã hội. Thả cảnh sát cho tôi đi. Tôi anh là mình không thể làm gì được. Tại sao vậy? Bởi vì anh đã bị bắt vì tội giết người. Nhưng tôi không thể nào tìm ra dân dạng của anh. Anh nói quá gì thế? Những tin đó đột nhập vào nhà tôi được chứ? Chúng muốn giết tôi và con gái. Anh đã khờ. Anh không cần phải nói gì cả. Chỉ cần anh biết là nó có thể gây ra khó khăn cho anh. Bất cứ điều gì anh nói ra đều tạo ra bằng chứng. Anh hiểu chứ? Đó là tự vệ được chứ? Tôi không có sự lựa chọn. Chúng tôi sẽ xem xét. Chào Kali. Hi. Chào cháu. It's nice to meet you. Rất vui được gặp cháu. My name's Stacy. Cô là Stacy. What's that? Cho đơn giản gì vậy? Cô thích vòng tay của cháu. You know I've got a necklace. Cháu biết không, cô có một chiếc vòng cô luôn luôn mang theo. Đó là quà của mẹ cô. Đây là vòng của mẹ cháu. Bố cháu mua đó cho mẹ trước khi bà ấy mất. Không sao đâu. Bây giờ cháu an toàn rồi. Những người xấu đã vào nhà cháu. Họ làm hại bố cháu. Bố chỉ bảo vệ cháu thôi. Đó là công việc của bố. Bố bảo vệ mọi thứ. Cô biết. Bố cháu đâu rồi? Bố đang ở trong bệnh viện. Họ đang chăm sóc để bố cháu khỏe hơn. Vậy cháu gặp bố được không? Tìm thấy ở đại dương và các vùng biển vòng quanh trái đất. Cậu không nói với đấy là cậu có thai sao? Không, ý tức là một khu dân cư đang rất sốc sau khi một ông bố tên là Martin Parker vi phạm pháp luật và bị báo cáo là đã bắn và giết ba kẻ xâm nhập. Vụ trộm này đã đi quá xa. Cảnh sát đang rất kín tiếng một cách bất thường về nghi phạm chính. Đoàn hành động khẩn cấp đã rất nhanh có mặt ở hiện trường, nhưng thật không may là đã không kịp. Ba người được phát hiện đã chết. Chết tiệt.
Nghe nói tao có chuyện. Đúng là vậy đó. Thật không may. Nhưng cậu súng ông bán cho tôi toàn là hàng dởm. Anh có cách nói chuyện hay đấy. Nhưng cậu súng này là hàng nhái của Trung Quốc. Tôi đã được đảm bảo chất lượng. Đó là lý do tôi đến chỗ ông. Tôi có thể đảm bảo các anh rằng những khẩu súng này có chất lượng cao nhất. Tôi chẳng mua khẩu súng nào cả. Tôi sẽ lấy lại tiền và đi chỗ khác làm ăn. Để xem. Rồi giờ, được rồi. 9mm. Tôi biết nó là gì. Nó chẳng hoạt động gì cả. Khẩu độn vật ngắn. Chính xác là đến 50m. Tiền của tôi đâu? Tiền. Tôi thấy hoạt động ổn mà. Ông Cooper, tôi vừa nhận được một tin tức mới từ nguồn tin của tao. Ông phải xem qua cái này. Một cô dân cư đang rất sốc sau khi một ông bố tên Martin Parker vi phạm pháp luật và bị báo cáo là đã bắn và giết 3 kẻ xâm nhập. Chủ trương này đã đi quá xa. Cảnh sát đang rất kính tiếng một cách bất thường về nghi phạm chính. Anh ta đang ở đâu? Anh trả bao nhiêu cho hòn đá đó? Được rồi mọi người, xin nó đi làm một bữa tiệc thiên tư. Đồ uống ở trong nhà. Cảm ơn rất nhiều. Một ly cho cô gái. Vì các quý ông, cạn ly. Phải vậy chứ. Ôi, đó là... Đến đây nào. Anh ta tính được cô ấy rồi. Tính được sau kia. Để tôi đọc các em nào. Cho tôi thêm tiền bón đi. Cô đã được dạy cả rồi. Cô được cuốn điệu rồi hả? Nào, được rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, không có gì. Đi nào, tôi hút thuốc đi. Gặp lại anh sau nhé. Hút thuốc sẽ giết chết anh đó. Hôm nay anh kiếm được tiền. Của anh đi. Tốt nhất là ở đây cả. Điều sân bên đi, đi mau đi. Cái máy chết tiệt. Cô ổn cả chứ? Không nhanh lắm. Cho họ vào. Được rồi. Con sẵn sàng chưa? Để cứ gặp.
Hello. Xin chào. Mr. Bishop. Tôi là Sharp Cooper. Cô có riêng tư. Chắc hẳn là quan trọng lắm. Cực kỳ. Tôi đang nghe đi. Martin Parker. Tên thật của anh ta là Thomas McKenzie. Anh ta là cựu đặc vụ liên bang. Khung thời gian ngắn, vậy thì lương gấp đôi. Được. Còn một điều nữa, anh ta có một đứa con gái. Điều đại của anh là luật sư. Alo, là Ray đi. Ôi chúa ơi, Ray. Mặt tôi xuất hiện khắp các bản tin và tôi đang bị còng vào giường. Anh phải đưa tôi ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ làm. Nhưng anh bị buộc tội giết người. Phải, tôi không có sự lựa chọn. Ngay này, tôi đang trên máy bay cách Heathrow 2 giờ. Khi tôi hạ cánh, tôi có thể giải thích cho nhà chức trách. Tính bảo mật của việc đi về của anh đi. 2 giờ như vậy không tốt đâu. Còn Cali thì sao? Tôi đang làm hết sức. Lấy số của tôi đi. Y tá, tôi cần ghi lại cái này. Được rồi, xong rồi. Dạ, Ray. Nè, Cooper đâu? Chúng tôi không biết. Tôi cần đến chỗ Holly. Nghe đi. Xin lỗi. Sơ đã điều tra 7 năm sứ quan bị hạ ở phòng số 4 thượng nhân đã bỏ trốn. Hey, đứng yên. Nằm xuống sàn và bỏ tay ra sau đầu. Đứng yên. Tôi đã nằm xuống. Không đâu. Tracy, cô dậy ngay nhé.
Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến một nơi an toàn. Tại sao? Có vấn đề với người bố. Anh ta nguy hiểm. Anh ta khiến ba người của tôi nhập viện rồi. Tôi có thể đi. Cô không cần. Không, tôi sẽ đi. Cô chắc chứ? Cô bé tội nghiệp không có ai cả. Điều cuối cùng con bé cần là một người không quen biết đưa nó tới nơi lạ lắm. Được rồi, ta phải đi ngay. Được. Cody, ta cần phải đi thôi. Cho dọn đồ của mình được không? Tôi có thể giúp gì cho anh không? Được rồi. Tôi là chính thành tra Quinn. Để tôi xem lại lần nữa đi. Anh có một cô bé ở đây, tóc vàng 8 tuổi. Con bé đâu? Tôi không thở được, trả lời đi. Trên đầu dưới taxi. Tôi nghĩ gì? Tầng mấy? Tầng 3. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không? Dân, thông tin viên lên từ cô bé mới được đưa đến đây. Carly Parker. Tôi không chắc lắm. Anh có thể thử xem văn phòng của Raham ở góc đó, đi thẳng bên phải của anh. Abraham sao? Tôi giúp gì được cho anh nào? Tôi là thám tử Quinn. Tôi đang tìm thông tin về một cô bé đã được đưa đến đây. Tôi cần phải xem ID thư thám tử. Chắc rồi. Một ngày khó khăn hả? Xin lỗi. Ôi, không có gì mà tôi không xử lý được. Biết đó, tôi nghĩ là tôi bỏ nó trong xe rồi. Tiếc thật đó. Đi, chạy đi, thả tôi ra. Thomas, anh không biết tôi là ai, nhưng anh biết tôi là gì. Và tôi biết tất cả tội lỗi trong quá khứ của anh. Vậy thì ông Cooper đang chịu chi hậu hĩnh cho tôi để đưa anh về cho ông ta ở trong quan tài. Ông ta đổ lỗi ngầm cho anh về những chuyện đã xảy ra.
Này, taxi. Chuyện đó gì vậy? Cơ sức thì đã không anh rồi. Lái đi. Sao? Lái đi. Được rồi, được rồi. Anh đang có chuyện gấp sao? Ta loại thế. Anh có muốn tôi đưa anh đến nơi cụ thể nào không? Cứ chạy về hướng nam đi. Anh là người Mỹ sao? Dừng nào. Nhiều đời lắm. Anh đang nghỉ mát sao? Sao? Tôi hỏi là anh đang nghỉ mát sao? Tôi biết nhiều nhà hàng ngon lắm. Anh có thích Đồ Ý không? Bạn tôi có một nơi tuyệt lắm. Nơi ngay bờ sông. Họ có bagasti, pasta, carbonara. Trên 6, Ray. Anh đang ở đâu? Tôi mới hạ cánh. Đang trên đường đến khách sạn. Tôi đã bỏ trốn khỏi sự giam giữ của cảnh sát. Cái gì? Họ không biết anh đây ở đâu nữa. Còn Collie? Còn bé đã được chuyển đến nơi an toàn. Ở đâu? Họ không tiết lộ. Tôi đem là một kẻ giết người bị truy nã. Thật nhảm nhí. Ta phải định vị được họ. Nếu không, Cooper sẽ làm gì? Tôi sẽ đẩy mạnh quan hệ ngoại giao. Cứ tìm thơm đi. Vị trí cuối cùng của anh ấy là Cavendish, Les, tòa nhà dịch vụ xã hội. Tóm được rồi. Một cuộc gọi từ tôi và anh sẽ có được bằng tuyệt nhất ở đó. Alo, tôi là cảnh sát đi. Tôi cần anh phải bình tĩnh. Đừng tỏ giảng gì với những điều tôi sắp nói với anh. Đừng gây sự chú ý. Dịch bệnh của anh đang rất nguy hiểm. Giờ thì cười đi. Sao? Cứ cười với tôi gì đó hài ước đi. Dân. 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 Tốt. Giờ ông đang ở đâu? Tôi đang ở đường A112. Anh đã đi qua trạm xăng chưa? Chưa. Ghế về đó và tôi sẽ đến cho anh sau 90 giây nữa. Được. Đó là vợ tôi. Cô ấy đang lo lắng. Tôi cần đổ xăng. Có một trạm xăng ở phía trước. Mọi chuyện ổn cả chứ? Ừ. Không, ổn mà. Ổn tất cả. Tốt cả thôi. Dân, tôi sẽ xem nhanh thôi. Anh đâu rồi?
quyết tuyệt. Đến được rồi. Này, mười ngàn nếu anh đá anh ta sẽ giúp tôi. Đây là số tiền lớn. Đâu, làm thôi. Nè, anh có điện thoại không? Điện thoại, đưa tôi điện thoại của anh đi. Này, bọn tôi có điện thoại cho anh đi. Anh ta nói 10.000 đi. Đó không phải là ý hay đâu. Alo, là tôi. Anh đang chỗ quán nào vậy? Cooper chơi người thân chân tôi. Tôi đang đánh lạc hướng hắn. Giờ đang ở đâu? Anh có GPS không? Có. Được rồi, đến tàu Roja, Victoria, trạm xe điện ngầm. Gặp tôi trong 4 phút nữa. 7 phút đến đây. Ui, 4 phút hả? Tôi đang chờ giờ anh đấy, anh bạn à. Cảm ơn. Khí thật. Nhanh lên đạp Ray, mau chạy đi. Một phút đến đây, chạy đi. Chú ơi, Toby, anh bị trúng đạn rồi. Chú ơi, tôi không sao đâu.
Có đã ai vậy? Cậu cứ kêu tên. Chết tiệt. Holly đâu? Họ đã bắt giữ vì an toàn cho con bé. Rõ ràng tôi là kẻ nguy hiểm. Đây là địa chỉ. Tôi sẽ kiểm tra trên lầu. Được. Ta đang ở đâu vậy? Chúng ta sẽ ở căn nhà này chỉ trong tối nay thôi. Con sợ quá. Cái gì? Con sợ lắm. Không. Nè. Con không cần phải sợ. Có cô đi. Giờ cô sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu. Được chứ? Còn với bố, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô dỗ con đi ngủ nha. Sau một ngày dài thế này, hẳn con đã mệt rồi. Con thấy đó có phải là ý hay không? Tốt lắm, đi thôi. Nào, lên lầu thôi. Chúng ta đã có vị trí của Holly. Nơi đâu? Trang trại Old Oak. TN8 2GR. Được. Tom, chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi rắc rối này. Trong 20 phút nữa, tôi sẽ hủy lệnh bắt quanh. Công hàm sẽ được gửi đến chỗ Holly. Cứ đến nhà an toàn trong khi chúng tôi thu xếp việc di chuyển. Vết thương trong tay quá thơm. Bên trong hay bên ngoài? Ở ngoài. Tôi sẽ đưa anh đến nhà an toàn ở London. Không, chúng ta sẽ không đến. Vậy thì tôi sẽ thông báo cho anh thôi. Rồi đưa anh đến chỗ Holly. Ta phải đến chỗ đón cô ấy ngay. Rồi à, nếu anh chạy máu đến chết thì cũng chẳng giúp được gì cho cô ấy đâu. Giờ có người đang đến đó. Sự an toàn của anh và con gái là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu không, anh nghĩ xem tại sao tôi lại ở đây chứ. Tôi nhớ thương cho anh lại. Rồi anh và con gái sẽ đi xa trước khi Cooper và món quà của hắn biết được. Hiểu chứ? Dạ. Sao? Vậy đi trung sĩ. Ông có tin gì không? Là tin tốt. Nỗ lực của anh vừa tan biến. Cái gì? Họ đóng hồ sơ giữa Parker. Ông nói gì vậy? Hồ sơ này đã xong. Có ba nhân viên của tôi đang trong bệnh viện cũng vì tên khốn này. Và ba người đã chết. Đây là vụ của tôi. Vậy thì hết rồi. Đây là lệnh trực tiếp từ bên trên. Can thiệp ngoại giao. Không, không, chuyện này thật giới dẫn. Anh muốn gọi nó bằng cái gì cũng được. Vụ này đã xong rồi. Chết tiệt. Anh Cooper, tôi phải nói là tôi rất thất vọng. Hắn phải chết trước khi mặt trời mọc. Vì nó không cần phải lo đâu. Còn con bé, nó đã được đưa đến nơi an toàn trước khi tôi đến. Ở đâu? Tôi hỏi là ở đâu? Tôi sẽ biết ngay thôi. Tốt hơn là vậy. Tôi sẽ đến trong 30 phút nữa. Tôi đi được mà. Anh vẫn là một tên cứng đầu như xưa.
Tầng mấy? Tầng 5. Chỗ đẹp đó, căn hộ Auric đã có người. Ai đang ở đâu? Tôi ở nhà an toàn chứ Tom. Tốt lắm. Tôi muốn biết tin về Collie. Chúng tôi đang điều động các đặc vụ đến chỗ con bé trong lúc ta đang nói chuyện. Tốt. Nhưng đảm bảo Tom không sao hết. Trong một tiếng nữa thì bố con họ sẽ gặp nhau. Còn tên dày gã mà Kiver phái đến thì sao? Chúng tôi tìm được thông tin từ đường dây CCTV ở MSF. Anh ta là ai? Một kẻ có biệt danh là giám mục. Hồ sơ cho thấy anh ta là một dân quân được huấn luyện ở MS6, nhưng người Anh sẽ không bao giờ thừa nhận. Và trong 10 năm qua, thị trường đen là nhà của anh ta. Anh ta là sát thủ nguy hiểm nhất của châu Âu. Thật thoải mái khi biết vậy. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Giờ phải đổi vết thương cho anh. Tên đối tượng là Collie Parker, ở trên trại Oakwood, GN8, 2GR. Cô bé phải được đưa đến đại sứ quán an toàn. Có tin mới gì của Cooper không? Theo những gì chúng ta biết thì hắn ta đã trốn khỏi nước khi chúng tôi đưa anh và Collie đến đây. Ý tôi là hắn vẫn luôn hoạt động. Hắn ta vẫn cung cấp vũ khí cho người Serbia, người Vlaver và Bắc Hàn. Bất cứ kẻ nào có tiền, chúng ta không thể nào tìm ra tình khốn đó. Anh đã đến rất gần và làm hắn ta sợ. Một tên như Cooper mà muốn trốn thì hắn sẽ làm được. Ui, hắn không thể nào trốn cả đời được. Tôi ngưỡng mộ sự lạc quan của anh. Sẽ có chuyện một chút nha. Không, đợi đã. Westminster. Mày đang ở đó, Thomas. Anh thấy sao? Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều khi Holly trở về. Và tất cả chuyện lộn xộn này sẽ chấm dứt. Sẽ là như thế. Anh đảm bảo chứ? Đây không phải là lỗi của anh. Tôi lại không thấy như thế. Anh không thể nghĩ như vậy. Cô ấy chết là do tôi rồi. Không, chính cô vừa đã gây ra chuyện đó. Chứ không phải anh đâu. Chiếc xe kẹt bơm đó nhằm vào tôi. Lẽ ra tôi là người phải chết, chứ không phải cô ấy.
Anh biết không, khi tôi gặp Emma, tôi đã quá đắm chìm vào thế giới đó để đổi quên mất mình là ai. Nhưng cô ấy là thứ duy nhất nhắc tôi nhớ tới thật sự tôi là ai. Và Carly là người duy nhất nhắc tôi nhớ cô ấy là ai. Nếu tôi không thể bảo vệ con bé thì sẽ ra sao đi? Anh không sao chứ? Đi thôi. Chìa khóa. Lý thật. Quay, vũ khí, phòng ngủ. Thông minh đi. Anh sẵn sàng chưa? Có gì khác sao? Chào Thomas. Anh không định mời tôi vào hả? Tôi biết tất cả về anh. Một tay đặc vụ chìm đắm vào tình cảm trai gái và cuối cùng bà vợ phải chết. Khỉ thật. Nào, Thomas, không cần thiết để nói những lời châm chọc đâu. Anh có biết là tôi sau khi giết anh thì tôi xử đến ai không? Tôi sẽ cho anh gợi ý. Tóc vàng đà, cặp mắt đâu ngọt ngào đà, nụ cười y hệt mẹ của nó. Anh đấy đó, Cooper, ông chủ của tôi. Ông ta muốn biết về cháu gái của mình là Carly đúng không? Ông ấy cảm thấy đây là cách để thay thế đứa con gái mà anh đã lấy mất của ông ấy. Anh sẽ phải chết trước khi đến gần con bé. Ông ấy sắp đến rồi. Hay là muốn mở cửa đi và chết thật nhanh? Hay là muốn chết từ từ trong đau đớn hả? Thì nào sao đi? Như tôi đã nói, anh chết đi. Anh muốn gì?
Tôm, tớ không sao. Cố lên nào. Máu lên, không, đi đi. Tôi xin đợi chân, không. Máu đi. Chú ơi, đi tiếp đi, máu lên. Chạy đi, chạy tiếp đi. Đi đi. Tập cần đổi không? Nào, lên tiếng đi Ray. Tôi không có gì để nói cả. Đây là lần đầu tiên sau một chuyện đúng không? Hãy đi đón con cái con đi, Thơm. Tôi sẽ đưa đến bệnh viện ngay. Không, không cần đâu. Anh hành động như thế là anh mới bị bắn lần đầu vậy. Nè, đi đi, nhìn tôi đi Ray. Ray, cứ ân trời cho thương vợ đi Ray. Ray, khỉ thật. Anh lại cho tôi đi Ray. Tôi xin lỗi anh bạn. Alo, Tracy Miller, phải, tôi là Kira Callister. Tôi không muốn đánh thức cô nhưng mà tôi muốn cô nghe cho kỹ đi. Tôi đang làm việc cho đại sứ Mỹ và quân đội Anh và tôi sẽ tiếp quản vụ này. Cái gì? Cô có thể xác nhận với cấp trên của mình nhưng tôi đang gửi hồ sơ chi tiết đến chỗ của cô để bảo vệ cho cô và Collie. Nếu mà cô Collie sắp đến không? Nếu anh ta có nguy hiểm thì tôi cần phải biết. Bố cô Collie là người tốt, đó không phải là lý do chúng tôi chuyển cô đi. Nộp súng đi.
Giờ thì lái đi. Tôi rất tiếc về cái chết của bạn anh. Câm miệng đi. Anh sẽ không giết tôi đâu. Có đi. Nếu vậy thì anh đã làm từ trước rồi. Lý do duy nhất mà anh chưa chết bởi vì anh sẽ phải làm một chuyện của tôi. Cảm giác đó thế nào hả? Là điệp viên suốt 5 năm sống với thân phận một người khác. Hắn sẽ rất hưng phấn khi cứu hạ bệ một người như Cooper. Anh có thích không? Anh có thích khi làm tình với con gái của Cooper không? Tắt máy đi. Đưa chìa khóa đi. Get out. Ra khỏi đây đi. Now. Ngay. Hands behind your head. Cô ta ra sau đầu, đang xê các ngón tay. Giống phim thật. Đi đi. Con bé rất xinh. Nhà đất quý giá. Ông sẽ sớm gặp cậu bé thôi. Cô biết không, chuyện này giống như là một trong những trò đùa lớn nhất của vũ trụ. Tất cả tiền bạc, quyền lực kia. Vì mà tôi là chạy theo thứ mà tôi không thể có. Em ba là thứ quan trọng nhất trên đời đối với tôi. Khi tôi gặp được cháu mình, tôi đảm bảo bố của nó chẳng là gì ngoài một ký ức xa vời vậy. Tôi sẽ gọi cho ông chủ của anh. Anh sẽ phải nói với ông ta là nhiệm vụ đã xong, tôi chết rồi. Rồi nói với ông ta là anh đang giữ cho gái của ông ta và sắp xếp ông ta đến đây gặp. Chỉ có một lối vào, vị trí trên cao. Cooper ở thế bị tấn công. Nếu tôi làm điều anh yêu cầu thì có lợi gì cho tôi? Có thể tôi sẽ để anh sống. Anh nghĩ sẽ trả giá thế nào khi giết một người như Cooper? Bởi vì tôi sẽ không làm gì. Tôi không quan tâm điều anh nghĩ. Cứ quan sát đi. Anh bạn tối nay của anh đó chết rồi. Vợ anh đó chết luôn. Anh không muốn giết tôi đâu. Tôi vẫn chưa gọi điện mà. Nếu tôi gọi thì anh mới thực sự giết tôi. Có lẽ anh nên làm đi. Tôi chắc là Kylie sẽ rất muốn nghe giọng anh lần cuối.
À, nói gì vậy? Tôi đang nói về việc Holly và ông của con bé gặp nhau. Mà tôi nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra trong tối nay. Dớ dẫn. Anh không biết con bé đang ở đâu. Ấn tượng đó. Bạn biết không, Thanh tra Green đã nói khá nhiều cho tính kia. Tôi tặng cho anh ta một viên đạn. Trang trại. Ôi ôi. Bạn đã chở Holly với bỗng, đúng không? Người đại sứ quán hả? Hỏi chúng tôi sẽ tiếp quản vụ này. Cảm ơn. Được. Đặt vô bôi, dập đi. Xin chào, tôi là Casey. Con bé ngủ rồi hả? Ừ, tôi sẽ đưa con bé đi. Khoan đã, không, để tôi. Mấy hôm nay con bé gặp nhiều chuyện rồi. Nó đang sợ hãi và cô độc. Chúng tôi cần phải ra khỏi đây trong 15 phút. Được. Chúng tôi gặp rắc rối rồi. Khỉ thật. Đồ khốn.
tình khốn kiếp. Carly, dậy đi. Chúng ta phải đi thôi. Bao lâu nữa? 5 phút. Charles. Đã xong chưa? Dạ rồi. Cậu bỏ quên cái vòng rồi. Anh không có con đúng không? Chúng tôi sẽ cho xe đến đi. Holly, mau lên. Dạ. Tôi nghĩ là cô đang chăm sóc cho cháu gái tôi. Giờ giờ không cần nữa. Còn không tìm thấy. Chở đây đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ok bà. Cậu đến đi. Tìm thấy rồi. Đừng sợ. Tên con là Charles. Ông là bố của mẹ con. Là ông ngoại của con. Đi. Nhìn đi. Ông là ông ngoại của con sao? Ừ. Ông có biết bố con không? Ông biết. Cậu ta rất rõ. Cậu ta là một người bạn tốt. Cậu ta bảo ông đến trông chừng con. Con biết không? Con rất giống mẹ. Bố con cũng nói vậy. Đôi mắt con thật gì như mẹ con vậy. Con biết không? Mẹ con là thứ quan trọng nhất trên đời này của ông đó. Mẹ con rất đặc biệt. Nhưng con gì? Ông tin là con bé đang nhìn xuống chúng ta từ trên kia. Nhà con biết tại sao không? Sao? Ông nghĩ mẹ con sẽ rất vui khi cuối cùng ông cháu ta cũng gặp nhau. Này, hay là ta ra khỏi đây nha.
đến một nơi nào đó ấm áp. Và luôn có mặt trời. Như một kỳ nghỉ hả? Phải. Bố có thể đến không? Tất nhiên. Đi thôi. Holly, đây là Hada. Cô ấy rất dễ thương. Cô ấy muốn làm bạn với con. Chào Kali. Rất vui được gặp con. Gì vậy? Là pháo hoa con à? Nó làm cho ông thấy lo lắng. Ta vào trong phòng khách để nó chấm dứt nhé. Hắn ta vào chung nữa. Anh là một kẻ địch rất có giá trị. Tôi muốn cho anh biết. Đừng lo, Thomas. Khi anh chết, Colin sẽ ở với ông ngoại của con bé.
where she belongs. Nhưng thật đi. This fight is over. Nhưng cuộc chiến này đã chấm dứt. Chết tiệt. Có vẻ như hết pháo hoa rồi. Phải. Con thích mấy câu chuyện cười đúng không? Peter Charles, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này ngay thôi. Bố. It's okay, sweetheart. Không sao đâu cục cưng à. I'm here. Bố đi. Mặt bố sao vậy? Không sao đâu con. Bố không sao. Giờ sao bố có súng vậy? Súng giả thôi con. Chúng ta vừa biết nhau thôi. Con làm cho ông nhớ đến Emma. Tôi có nghĩ vậy không? Ông và con sẽ đi nghỉ mát. Bố cũng có thể đi nữa chứ. Ông ta không phải là ông của con đâu. Như ông ấy nói, bố không quan tâm đến những lời nói đó. Thả con bé ra, Kimber. Bỏ súng xuống. Con muốn đến với bố. Im đi. Bỏ xuống. Tôi sẽ không lặp lại đâu. Là như ta nói đi. Tôi đã chờ điều này từ lâu rồi. Bố ơi, con sợ quá. Cậu, tôi xin cậu như con trai. Cậu đã lấy mọi thứ của tôi. Tôi giao con gái tôi cho cậu và cậu đã phản bội tôi. Chuyện đã xong rồi, Charles. Không. Chưa xong đâu. Đừng hại bố con.
có còn sao chứ? Mất không sao cả, còn ổn chứ? Sao rồi? Đến đi. Bố yêu con. Được rồi.